Xin chào mọi người đang xem video, tôi là Tuấn Phong Thủy. Và trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một trong những cách có thể giúp các bạn xác định được cái cung vị văn xương trong cái căn nhà của mình. Như các bạn đã biết thì trong phong thủy có một cái cung vị trong căn nhà của bạn được gọi là cái cung vị văn xương. Và cái điều quan trọng là làm thế nào để chúng ta có thể xác định cái cung vị này và kích hoạt nó lên. Và sau khi kích hoạt được cung vị văn xương thì giúp cho cái công việc của bạn, nhất là đặc biệt đối với gia đình mà đang có những cháu nhỏ và đang đi học, mà chúng ta kích hoạt được cái cung vị này sẽ giúp cho cái công việc học tập của cháu nó trở nên thuận lợi và hành thông hơn rất là nhiều. Thì sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể là xác định được cung vị văn xương trong căn nhà của mình, cũng như làm thế nào để có thể kích hoạt được nó. Thì điều đầu tiên là các bạn cần phải xác định được cái hướng nhà của các bạn. Thì hiện nay là trên cái điện thoại của bạn ấy thì có thể chúng ta dùng cái phần mềm được gọi là cái phần mềm la bàn việt. Thì các bạn phải tải cái phần mềm la bàn việt này về, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này để chúng ta xác định được cái hướng nhà của chúng ta. Thì các bạn hãy cùng theo dõi lên trên cái màn hình này nhé. Đấy, trên màn hình là cái phần giao diện của cái phần mềm la bàn việt sau khi các bạn tải về. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm này để xác định được cái hướng nhà của bạn. Tức là bạn có thể đứng ở tâm nhà để xác định này, hoặc là bạn có thể đứng ở vị trí cửa của các bạn chiếu ra cái ngoài hướng ngoài cửa để xác định được cái hướng nhà của bạn đang là hướng gì. Tất nhiên là nó sẽ có độ sai số, nhưng mà khi mà chúng ta xác định được cung vị văn xương ấy thì nó có cái sai số cho phép, không cần phải quá là chính xác, tức là lệch khoảng tầm 5 đến 7 độ cũng không sao cả. Đấy, điều quan trọng là các bạn cần phải xác định được cái hướng nhà của mình nó đang là hướng gì. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy trên cái la bàn này nó sẽ hiển thị thông tin là hướng tây nam này. Và tất cả nhà các bạn nó sẽ nằm một trong 8 hướng này, đúng không ạ? Thứ nhất là có thể nằm hướng tây nam, hướng nam, hướng đông nam, hướng đông, đông bắc, hướng bắc, tây bắc và hướng tây. Đấy, nhà của bạn có thể thuộc một trong 8 hướng này, thì các bạn hãy xác định cho tôi là cái hướng nhà của bạn nó đang là hướng gì. Và tiếp theo là sau khi mà chúng ta xác định được cái hướng nhà rồi thì sau đây tôi sẽ chia sẻ với bạn về cung vị văn xương theo từng cái hướng nhà này nó sẽ nằm ở cái vị trí nào. Nếu ai mà không nhớ thì các bạn có thể là lấy giấy bút ra ghi lại nhé. Đầu tiên là đối với nhà mà hướng nam, nhà hướng nam thì cái cung vị văn xương của nhà hướng nam nó nằm ở cái cung đông bắc. Đấy, đông bắc ở đây. Tiếp theo là nhà mà hướng bắc thì cung vị văn xương nó sẽ nằm ở cung phía đông ở đây. Đấy, nhà mà hướng đông thì cung vị văn xương nó sẽ nằm ở cung tây nam bên này. Đấy, đấy, đây là hướng nhé, còn đây là cung vị văn xương rồi. Các bạn lưu ý này, nhà mà hướng tây thì cung vị văn xương nó sẽ nằm ở cái cung tây bắc ở bên này. Đấy, tiếp theo nhà mà ở đông bắc thì cung vị văn xương nó sẽ nằm ở phía tây bên này. Đấy, nhà mà ở tây nam, ở tây nam ở đây thì cung vị văn xương nó sẽ nằm ở cái cung phía bắc bên này. Đấy, tiếp theo là nhà mà ở đông nam, hướng đông nam thì cung vị văn xương nó sẽ nằm ở cái hướng đông bên này. Đấy, tiếp theo nhà mà ở hướng tây bắc thì cung vị văn xương nó sẽ nằm ở cung vị phía nam bên này. Đấy, những ai cũng nhớ thì các bạn có thể là xem lại cái video mà tôi vừa mới chia sẻ để có thể xác định được cái cung vị văn xương trong cái căn nhà của mình. Đấy, tức là hướng nhà, theo tùy từ hướng nhà mà chúng ta sẽ có những cung vị văn xương nó ở những vị trí khác nhau. Và sau khi mà đã xác định được cái cung vị văn xương rồi thì làm thế nào để có thể kích hoạt được cung vị văn xương lên, giúp cho công việc chúng ta trở nên nó thuận lợi hơn, cũng như là cái công việc học hành thi cử nó trở nên được hành thông hơn. Thì ở đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một vài cách để có thể giúp bạn kích hoạt được cung vị văn xương trong căn nhà của mình. Tức là sau khi bạn đã xác định được cung vị văn xương rồi nhé, thì các bạn sẽ sử dụng một trong những cách sau để kích hoạt. Thì cái cách để mà kích hoạt cung vị văn xương là có hai cách. Thứ nhất là các bạn có thể dựa vào cái hướng nhà của các bạn. Đấy. Cách thứ hai là các bạn có thể là sử dụng cái phòng ngủ của các bạn. Ví dụ như trong phòng ngủ của các bạn thì nó sẽ có bạn làm việc chẳng hạn, thì các bạn có thể là sử dụng cái cách kích hoạt cung vị văn xương ở tại cái phòng ngủ của các bạn. Ví dụ như vậy thì chúng ta khi mà ở trong phòng ngủ thì chúng ta cũng sẽ đứng ở cái tâm của cái phòng ngủ, chúng ta xác định cái cung vị văn xương nhá. Ví dụ ở hướng nhà thì đây, các bạn hình dung ở đây này, các bạn ở đây là tâm của nhà của bạn này, thì chúng ta cũng xác định đứng ở tâm nhà và chúng ta xác định hướng nhà, sau đó tìm cung vị văn xương. Ở phòng ngủ cũng vậy, chúng ta cũng sẽ đứng ở tâm phòng ngủ và theo chiều quay của hướng nhà và xác định cái cung vị văn xương của cái căn phòng ngủ đó. Với cách kích hoạt thì các bạn sẽ có thể kích hoạt theo những cách sau. Thứ nhất là các bạn có thể đặt một cái lọ hoa tươi hồng đỏ ở cái cung vị văn xương đó. Đấy. Và nên nhớ là khi mà cái hoa các bạn đặt ở đó thì khi mà cái nước của nó
bẩn thì nhớ là bạn phải thay cái nước sạch, luôn luôn giữ vị trí là hoa tươi và nước sạch. Cái thứ hai là bạn có thể là bật một cái quạt ở cái cung vị bàn sử đó, tức làm sao để cung vị bàn sử đó nó động này, để nó kích hoạt. Đấy, chúng ta có thể bật cái quạt ở cung vị bàn sử đó. Và cách thứ ba là các bạn là có thể là để những cái liên quan đến bằng cấp này, liên quan đến thành tích học tập này, ví dụ như là những cái bằng bằng khen, hoặc là những cái về cái cúp. Đấy, đại loại là những cái gì mà liên quan đến cái thành tích của học tập thì chúng ta đặt ở cung vị đó. Đấy, tiếp theo là các bạn là có thể bày những cái tháp văn xương đá ở cái vị trí cung vị đó. Như các bạn biết là hiện nay ấy, thì là trên thị trường có bán rất là nhiều những tháp văn xương bằng đá, thì chúng ta cần phải đặt cái tháp văn xương đó ở đúng cái cung vị văn xương thì nó sẽ vào đây được tốt nhất. Chứ không phải là chúng ta đặt ở vị trí bàn học. Thứ là đặt ở vị trí bàn học thì nó chỉ tác dụng nó rất là nhỏ thôi. Đặt ở đúng cái cung vị văn xương, đặt tháp văn xương ở đúng cung vị văn xương thì nó sẽ phát huy được rất là mạnh về cái lĩnh vực về học tập, đặc biệt là tốt cho những người học tập ở trong căn phòng đó. Đấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là kích hoạt tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người. Các bạn có thể kích hoạt dựa trên là cái hướng nhà, và thứ hai là dựa trên hướng phòng. Các bạn xem cái trường hợp nào nó thuận lợi nhất thì các bạn sẽ kích hoạt theo hướng đó. Thì hoặc là các bạn có thể đặt cái vị trí bàn làm việc của mình tại cung vị văn xương cũng rất là tốt nhé. Đặt vị trí bàn làm việc ở tại cung vị văn xương. Đấy. Hoặc là các bạn có thể kê cái giường ngủ của mình ở cung vị văn xương cũng rất là tốt. Nói chung là chúng ta khi mà ở, chúng ta làm việc ở cung vị văn xương, chúng ta ngủ ở cung vị văn xương thì chúng ta sẽ nhận được cái khí ở cái cung vị văn xương đó. Thì nó sẽ kích hoạt được rất là tốt về cái công việc cũng như là về cái lĩnh vực học tập. Thì tôi cũng đã áp dụng kích hoạt cho rất là nhiều người và có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như bạn làm đúng theo những gì tôi chia sẻ, nếu như bạn làm đúng theo những gì tôi vừa hướng dẫn, nếu như bạn làm đúng theo những cái biện pháp kích hoạt tôi vừa mới chia sẻ cho bạn, thì sau một thời gian rất là ngắn thôi, có những nhà nhanh khoảng tầm 1 tuần, là muộn khoảng tầm 2 đến 3 tuần đúng cùng vị trí đó, thì nó sẽ phát huy được rất là tốt về tác dụng. Thì trên đây video này thì tôi muốn chia sẻ với bạn về giúp các bạn để kích hoạt được cung vị văn xương trong căn nhà của mình. Trên thực tế thì có rất là nhiều người muốn mời tôi đi để kích hoạt cái cung vị văn xương, nhưng mà thực tế thì do những cái khoảng cách địa lý rất là xa, và thứ hai là cái tình hình dịch bệnh nên tôi không thể nào mà đến trực tiếp hướng dẫn cho bạn cũng như là chọn cái cung vị văn xương cho căn nhà của bạn được. Thì tôi sẽ làm video này, hy vọng là có thể là giúp được nhiều người có thể là kích hoạt được cung vị văn xương trong căn nhà của mình. Đấy, cảm ơn người đã dành thời gian theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like và đăng ký kênh để có thể nhận được những video chia sẻ nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.